Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trên video tiếp theo của kênh Nguyễn Đồng Khuê. Trong video này thì chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn cái cách để nộp hồ sơ trực tuyến, yêu cầu đăng ký làm bản sao giấy khai sinh thông qua cái trang dịch vụ hành chính công của tỉnh Tiền Giang có địa chỉ là mộtcua.tiengiang.gov. Khi mà quý cô chú anh chị và các bạn đã vào được cái trang dịch vụ hành chính công của tỉnh Tiền Giang này thì quý cô chú anh chị và các bạn chọn vào phần nộp hồ sơ trực tuyến để đăng ký yêu cầu được cấp bản sao giấy khai sinh. Khi đã chuyển sang cái trang nộp hồ sơ trực tuyến thì quý cô chú anh chị và các bạn chọn cái cơ quan để mình nộp cái hồ sơ yêu cầu làm cái bản sao giấy khai sinh. Ví dụ như ở trên video đây sẽ chọn cái cơ quan thực hiện, đó là Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy, với lĩnh vực là lĩnh vực hộ tịch, cùng với cái thủ tục được thực hiện tại Ủy ban Nhân dân cấp xã thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Khi đã chọn xong các phần thông tin này, quý cô chú anh chị cùng các bạn chọn tìm kiếm. Tiếp theo thì cái thủ tục liên quan tới lĩnh vực hộ tịch sẽ nằm ở dưới đây. Nhưng mà trong video này, kênh YouTube Nguyễn Đồng Khuê chia sẻ đến quý cô chú anh chị cùng các bạn cái cách để yêu cầu làm cái bản sao giấy khai sinh, cho nên mình sẽ chọn là cấp bản sao trích lục hộ tịch tại cấp xã. Quý cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy cái thủ tục này nó nằm ở vị trí trên video. Tại đây thì quý cô chú anh chị và các bạn chọn nộp hồ sơ để thực hiện bước tiếp theo. Khi đã chuyển sang cái bước tiếp theo thì quý cô chú anh chị cùng các bạn cần phải chọn cái Ủy ban Nhân dân xã hoặc là phường hoặc là thị trấn nơi mà mình sẽ dự kiến nộp hồ sơ để làm cái bản sao giấy khai sinh. Cụ thể thì trên video lúc nãy đã làm ví dụ chọn cái nơi thực hiện là Ủy ban Nhân dân cấp xã thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cho nên ở đây nó có thông tin của thị xã Cai Lậy, và bây giờ chỉ cần phải chọn cái Ủy ban Nhân dân cấp xã thôi. Ví dụ như ở đây sẽ chọn ở xã Thanh Hòa. Sau khi đã chọn được cái xã mình cần nộp hồ sơ thì quý cô chú anh chị và các bạn chọn bước tiếp theo là đồng ý và tiếp tục. Kế tiếp thì quý cô chú anh chị cùng các bạn cần phải điền đầy đủ những cái thông tin của người nộp hồ sơ, cụ thể là những cái thông tin ở dưới đây. Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin như trên video thì quý cô chú anh chị và các bạn chọn bước tiếp theo là đồng ý và tiếp tục. Kế tiếp ở cái bước thông tin hồ sơ thì quý cô chú anh chị cùng các bạn có thể nộp đính kèm cái tờ khai yêu cầu là làm bản sao giấy khai sinh cùng với các loại giấy tờ tùy thân. Các loại giấy tờ tùy thân ở đây có thể là chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc là hộ chiếu cùng với sổ hộ khẩu. Quý cô chú anh chị và các bạn sẽ chọn vào một giấy tờ ở đây để chọn tiệp. Quý cô chú anh chị và các bạn có thể chọn scan cái hình ảnh hoặc là dùng điện thoại để chụp hình để đưa những cái tiệp đính kèm vào. Sau khi đã đính kèm được các loại giấy tờ cần thiết thì quý cô chú anh chị và các bạn chọn đồng ý tiếp tục để bước sang bước tiếp theo. Ở cái bước tiếp theo này thì quý cô chú anh chị cùng các bạn sẽ được thông tin về cái thời gian giải quyết hồ sơ của mình và cách để chọn hình thức nhận kết quả, cùng với cái khoản lệ phí mà mình phải nộp, cùng với cái phần thông tin về hình thức thanh toán lệ phí. Ở đây quý cô chú anh chị cùng các bạn có thể chọn các hình thức thanh toán ở dưới đây. Nếu như quý cô chú anh chị cùng các bạn đến trực tiếp cái cơ quan giải quyết để nhận kết quả thì có thể chọn thanh toán tại bộ phận một cửa và sau đó chọn đồng ý tiếp tục để bước sang bước tiếp theo. Đến cái bước nộp hồ sơ này thì quý cô chú anh chị cùng các bạn nên kiểm tra lại những thông tin mình đã nhập xem có bị sai sót gì hay không, và sau đó đánh cái mã xác nhận ở đây vào cái ô mã xác nhận, cùng với chọn cái cam kết là tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai ở trên. Sau đó thì quý cô chú anh chị cùng các bạn chọn nộp hồ sơ. Đến đây thì hồ sơ của quý cô chú anh chị cùng các bạn đã nộp thành công. Quý cô chú anh chị cùng các bạn chỉ cần phải đợi thông tin từ cái cơ quan tiếp nhận giải quyết thôi. Sau khi hồ sơ mình có kết quả, cơ quan này sẽ thông tin đến quý cô chú anh chị cùng các bạn để nhận kết quả hồ sơ của mình.
Khi nhận kết quả thì quý cô chú anh chị cùng các bạn sẽ nhận được bản sao giấy khai sinh như ở trên video đây, là một cái mẫu bản sao giấy khai sinh. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau trên kênh Nguyễn Đồng Khuê nhé.